không đâu. Vâng, và xin kính xin chào quý vị khán giả, chúng ta tiếp tục quay trở lại với sân thi đấu đa năng trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên để đón xem trận thi đấu Hội khỏe phổ đồng toàn quốc lần thứ 10 khu vực 2 tại Thái Nguyên. Đây là nội dung môn bóng chuyền ra đang diễn ra giữa chủ nhà Thái Nguyên gặp Vĩnh Phúc. Và trận đấu đầu tiên, các vận động viên của Vĩnh Phúc đã giành chiến thắng trước chủ nhà Thái Nguyên với tỷ số 25-20. Và đây là diễn biến của trận đấu thứ hai. Và ở trận đấu thứ hai, các vận động viên chủ nhà Thái Nguyên sẽ ở bên phải sân phía màn hình quý vị đang theo dõi. Và các vận động viên của Vĩnh Phúc mang trang phục áo màu đỏ sẽ ở bên tay trái phía màn hình quý vị. Và sau cả hai pha bóng vừa rồi, cái đội đang san bằng điểm số 1-1. Và đây cũng là ngày thi đấu đầu tiên của bộ môn bóng chuyền ra tại Hội khỏe phổ đồng lần này. Hội khỏe phổ đồng khu vực 2 sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 5. Và ở nội dung môn bóng chuyền sẽ được thi đấu từ ngày 27 đến ngày 31. Và nội dung bóng chuyền này sẽ được thi đấu theo thế thức vòng tròn tính điểm. Và điểm trên sân lúc này đang là 2-2. Bắn vẫn còn trên sân. Bây giờ là một pha cứu bóng thành công của các vận động viên Thái Nguyên. Bóng chạm tay chắn ra ngoài. Thái Nguyên 3-2. Điểm cho Thái Nguyên 4-2. Ngắn cho Vĩnh Phúc 3-4. Trận bóng thứ hai chưa có điểm. Thái Nguyên 5-3. Thái Nguyên dần dần đang lấy lại được thế trận sau khi bị thua đối thủ Vĩnh Phúc ở trận đấu thứ nhất. Điểm 6-3 cho Thái Nguyên. Chắn bóng không thành công. Điểm cho Vĩnh Phúc 4-6.
vẫn chưa có điểm. Bóng chạm tay ra ngoài. Không phải. Trọng tài xác định bóng chưa chạm tay. Điểm 6 đều cho Vĩnh Phúc. Phát bóng ra ngoài, điểm cho Thái Nguyên. Bảy sáu. Vừa rồi là một pha tấn công rất hay của các vận động viên Vĩnh Phúc. Điểm rút ngắn xuống 7 đều. Công điểm cho Thái Nguyên 8-7. Tiếp tục điểm cho Thái Nguyên 9-7. Vừa rồi là một pha đánh bóng bị lỡ nhịp của các vận động viên Vĩnh Phúc. Và điểm thuộc về Thái Nguyên. Bóng ra ngoài. Điểm 17 cho Thái Nguyên. Các vận động viên Vĩnh Phúc xin tạm dừng hội ý lần thứ nhất ở xây đấu thứ hai. Và thời gian tạm dừng hội ý đã hết. Tài cho trận đấu được tiếp tục. Vĩnh Phúc tiếp tục có sự thay đổi về nhân sự. Số 12 sẽ vào thay cho số 8 ra sân. Có sự thay đổi về hàng công. Và sau pha bóng vừa rồi, Vĩnh Phúc rút ngắn điểm số 8-10. Thái Nguyên 11-8. Rất hay, một pha chắn bóng thành công của các vận động viên Thái Nguyên. Điểm 12-9 cho Thái Nguyên. Xin lỗi, điểm 12-8. Bóng đá ngoài, điểm tiếp tục cho Thái Nguyên 13-8. Liên tiếp
điểm số cho Thái Nguyên. 14-8. Vĩnh Phúc xin tạm dừng hội ý. Các vận động viên của Thái Nguyên đang rất nỗ lực và lấy lại thế trận của trận đấu thứ hai. Sau khi để thua đối thủ ở trận đấu thứ nhất thì các vận động viên của Thái Nguyên đang dần dần tìm lại được những hướng đi tốt nhất. Khoảng cách lúc này đang là 6 điểm, thế trận vẫn đang tạm nghiêng về các vận động viên chủ nhà Thái Nguyên. Và thời gian hội ý đã hết. Trận đấu sẽ được tiếp tục. Và các vận động viên Thái Nguyên được phát bóng. Vừa rồi trọng tài xác định bóng này ra ngoài sân. Điểm cho Thái Nguyên 16-8. Số hiện tại thì liệu rằng Vĩnh Phúc có thể lội được ngược dòng hay không? Khoảng cách 10 điểm cho trận đấu thứ hai. Điểm 18-8 cho Thái Nguyên. Vĩnh Phúc liên tiếp thay đổi về nhân sự. Trọng tài xác định lỗi các vận động viên Vĩnh Phúc. Điểm 19-8 cho Thái Nguyên. Trọng tài xác định lỗi vị trí. Các vận động viên của Vĩnh Phúc đang có kiến nghị với trọng tài. Và kết quả sau cùng chúng ta cùng theo dõi. Và trọng tài vẫn xác định điểm cho Thái Nguyên. Điểm 19-8. Và sau những nỗ lực vừa rồi, Vĩnh Phúc cũng đã có điểm 9-19 cho Vĩnh Phúc. Khán giả trên sân đang cổ vũ cho đội chủ nhà rất nhiệt tình và sôi động.
và do nội dung thi đấu ở trong nhà nên ánh sáng cũng chưa thực sự được tốt lắm, nên quý vị theo dõi trận đấu hết sức thông cảm. Điểm cho Vĩnh Phúc 10-19. Tiếp tục điểm cho Vĩnh Phúc 11-19. Không thành công. Điểm cho Vĩnh Phúc và số 2 bên Thái Nguyên đang bị đau. Có vẻ như anh đang bị chảy khớp chân. Các y bác sĩ đang vào sân để chăm sóc cho vận động viên số 2. Và trận đấu đang được tạm dừng. Sau pha bóng cố gắng cứu bóng vừa rồi thì số 2 của bên Thái Nguyên đang bị đau. Và số 2 sẽ được ra sân và thay vào đó là số 9 sẽ được tung vào sân. Mong rằng với sự thay đổi về nhân sự vừa rồi, các vận động viên của Thái Nguyên sẽ có thế trận tốt hơn. Và trận đấu đã được bắt đầu tiếp tục. Rất đáng tiếc, điểm cho Vĩnh Phúc 13-19. Các vận động viên của Thái Nguyên xin tạm dừng hội ý. Thế trận hiện tại đang tạm thời nghiêng về Thái Nguyên. Khoảng cách lúc này đang là 6 điểm. Các vận động viên của Thái Nguyên cần cố gắng hơn. Đối thủ đã ghi liên tiếp 5 điểm trong tình huống bóng vừa rồi. Chắn bóng không thành công. Điểm 20-13 cho Thái Nguyên. Xác định bóng ra ngoài, điểm 21-13 cho Thái Nguyên. Một pha bỏ nhỏ thành công của các vận động viên Thái Nguyên. 21-14. Điểm
Và liệu rằng các vận động viên của Thái Nguyên có thể buộc đối thủ vào sách đấu thứ ba hay không? Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu. Bóng ra ngoài, điểm cho Vĩnh Phúc 15-21. Rất may mắn cho các vận động viên chủ nhà. Chắn bóng không thành công. Điểm 16-21 cho Vĩnh Phúc. Chúng ta đang theo dõi diễn biến giải bóng chuyền ra Hội khỏe phổ đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024, khu vực 2 tại Thái Nguyên. Đây là trận đấu khai mạc của bộ môn bóng chuyền giữa chủ nhà Thái Nguyên gặp Vĩnh Phúc. Và sách đấu đầu tiên thì Vĩnh Phúc đang giành chiến thắng trước chủ nhà Thái Nguyên. Và chúng ta đang theo dõi là diễn biến của sách đấu thứ hai. Và sách đấu này các vận động viên của Thái Nguyên đang tạm thời dẫn trước Vĩnh Phúc với tỷ số 21-16. Quyền đã liên tiếp để mất điểm trong những tình huống bóng vừa rồi. Điểm được rút ngắn xuống 17-21. Rất có thể Vĩnh Phúc sẽ lội ngược dòng được trận đấu. Có vẻ như các vận động viên của Thái Nguyên đang bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Điểm rút ngắn xuống 18-21 cho Vĩnh Phúc. Và sau pha bóng vừa rồi, Thái Nguyên cũng đã có điểm 22-18. Chắn bóng không thành công, bóng lọt khe. Điểm 19-22 cho Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc tiếp tục có sự thay đổi về nhân sự. Đó là một cầu thủ ở hàng công số 8 ra sân và số 12 sẽ quay lại sân. Thái Nguyên cũng có sự thay đổi về nhân sự, số 11 sẽ ra sân nghỉ và số 5 sẽ được vào sân. Vĩnh Phúc phát bóng. Có vẻ như các vận động viên Vĩnh Phúc bắt được bài của các vận động viên của Thái Nguyên. Họ liên tiếp ghi điểm về phần cuối sân của các vận động viên của Thái Nguyên. Hàng thủ của Thái Nguyên chưa thực sự tốt. Bóng chặt tay ra ngoài, điểm Thái Nguyên 23-20. Nó chưa ghi điểm ở cuối sân, quả đá ở cuối sân. Tiếp tục. Và Vĩnh Phúc từ khoảng cách 10 điểm họ rồi chỉ còn 3 điểm nữa, 2 điểm nữa họ sẽ san bằng được điểm số. Các vận động viên cần cố gắng hơn.
tấn công rất mạnh nhưng chưa có điểm cho các vận động viên Thái Nguyên. Bóng chặt tay ra ngoài. Điểm 24-21 cho Thái Nguyên. Các vận động viên cần cố gắng hơn. Một pha đánh bóng tấn công bất ngờ của các vận động viên Vĩnh Phúc. Điểm rút ngắn xuống 22-24. Điểm số rất sát nút. Vĩnh Phúc vẫn đang cố gắng tìm kiếm những điểm số cuối cùng của trận đấu thứ hai. Và sau ba bóng vừa rồi, các vận động viên của Thái Nguyên đã giành chiến thắng trước Vĩnh Phúc với tỷ số 25-22. Cả đội hòa nhau với điểm số 1-1. Chúng ta sẽ phải tiếp tục tiến hành xét đấu thứ ba. Chúng ta tạm nghỉ ít phút để theo dõi diễn biến của trận đấu thứ ba sẽ tiếp tục được phát trực tiếp trên kênh. Xin chúc mừng các vận động viên của Thái Nguyên.